Con cháu đây thật lớn, chào đón với Dương Bảo Lâm. Cảm ơn em, ok em, vui không anh? Đây thầy không? Quá vui luôn không? Dạ rồi. Đi lộn qua bên kia. Dạ. Anh đi vô đi chỗ của em, anh đi lẹ đi. Không có ai mà nói nhiều như anh như vậy. Sao mà nói nhiều quá ha? Dạ vâng, người đi xin phép em gửi đến các anh công an. Dạ. Chào anh trước các chị công an và toàn thể các chị em phụ nữ có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Dạ, xin tự thiệu, tên là Lê Dương Bảo Lâm, quê thì khá xa xăm, bà tận Long Thành, Đồng Nai, đón xe mới vào. Ồ quá, nè lên diễn đi, nè. Sao ta nói tên này mà sao cứ đọt hoài? Đáng mà ta về diễn thì đấy, ta thoại đi. Sao mà ngồi khán giả mà thoại quá à? Sao chị? Mà nói gì? Mà ngoài đời tôi quánh mà liền. À, vô đây tôi nhận mà đó, chứ ngoài đời tôi cào mà rồi đó. Dạ, chào đợi, dạ, em tự thiệu tên là Lê Dương Bảo Lâm, quê thì khá xa xăm, ở tận Long Thành, Đồng Nai, đón xe mới vào. Một hôm đang live stream ồn ào, em nghe là trại số 5 đã có chương trình văn nghệ rất là vui. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, em đã quyết định mặc ngày hôm nay. Bây giờ em chỉ thầm mong tất cả mọi người giúp ủng hộ hết mình, cảm ơn thật lớn luôn ạ. Dạ thưa quý vị, mùa xuân đã về. Sao nghe ra dễ quá hả? Ok. Lại đây đừng coi luôn hả? Đừng coi luôn hả? Có không? Rồi, đó coi đây vậy. Ok, cái gì cũng coi đúng không? Ok, mùa xuân đã về rồi. Xin chúc tất cả chị em phụ nữ đây, chúc tất cả anh công an luôn. Dạ, một năm mới phát tài phát lộc, tiền xuân đường nét áo. Một năm mới phát tài phát lộc, thấy không? Ta đàng hoàng, ta nói chuyện, ta quạt. Bài sao mới giật, ta bóc, ta hốt, ta làm. Mà khao khát tôi lắm hả? Lâu lâu mấy cây đẹp lên hay gì? Trời ơi, vô mà đờ mà làm cái gì đó. Sao mà ấy quá anh để ý bà này, bà tên gì vậy? Bà tên gì vậy chị? Bà Trà My ở phòng số mấy? Dạ anh công an ơi, nhớ là bà Trà My phòng số 10 nha. Hả là có dấu hiệu là móc thuốc, là mà móc đồ này nọ đó. Em vừa đi quen bà móc em liền luôn đó. Còn tôi biết sao bà vô đây là bà móc rồi đó. Quá trời, đúng không? Tự nhiên đang đi quen cái móc cái gì đây? Sơ hở là móc à? Ở đâu quên rồi, mẹ nói gì vậy? Đang khúc đúng không? Đừng có ghẹo tôi nữa. Im lặng nha, đang nhớ danh mà nó ghẹo cái quên danh luôn. Rất dễ sợ. Ở năm Đồng Nai. Dạ, năm mới xin chúc tất cả chị em ở đây. Dạ, anh chúc công an một năm mới phát tài phát lộc, tiền xu này túi tiền giấy đầy bao. Đi ăn được khao về nhà được trước, tiền đi bỏ trước, hộp sò đi bỏ sau. Tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Lời chúc hay cậu ta là lớn luôn à. Dạ, nãy ra Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu là có anh Minh Dự nữa. Mọi người biết Minh Dự không ạ? À? Minh Dự sao? Đặc điểm nhận dạng Minh Dự sao ạ? À? Bị sao? Cái miệng hả? Ai không có cái miệng chị? Bị gì chị? Các khúc này gửi cho Minh Dự liền nha. Dạ thì hai anh em là có hẹn nhau nhưng mà thật sự có vấn đề anh chị à. Ta nói Minh Dự nó từ quận nhất nó bức đức quận 2 đây ra quận 3 ra quận 4 bị thốt quận 5 âm thầm ở quận 6 ăn cháo quận 7 đẩy nhảy quận 8 ăn cám quận 9 lính quýnh quận 10 rồi nó bắt cờ quận 11 ký nhọt Tân Bình Bắc Bình Tân Phú đang chạy rớt bà cái nú hầm tôi tin. Dòng đeo răng giả mà rớt luôn cái nú luôn rồi thì sáng nay là không có Minh Dự nha anh Hương ơi, không có Minh Dự gì cả, cho nên là bây giờ chỉ có một mình Lê Dương Bảo Lâm thôi. Chính vì vậy ngày hôm nay Lê Dương Bảo Lâm sẽ có những tiết mục đồ này nọ, mọi người muốn em xiết lắp vòng múa lửa nút dao nút kiếm live stream xiết làm gì nút em hả? Lên đây mà lên đây. Ôi một hình ảnh nó quen thuộc của tôi. Rồi đó coi. Rồi. Rồi bà nhìn xuống thiên hạ. Rồi 1, 2, 3, cười. Rồi răng bà đâu? Sao giống em vậy? Răng chị đâu vậy? Nuốt rồi. Trời ơi. Để nuốt, em nuốt luôn răng em rồi. Trời đó coi, thấy thương không? Sao cơm ăn mặn răng vậy? Nha mà... Trời ơi là rớt cái răng ở đây là không có gắn được hả? Thấy chưa mọi người thấy không? Răng sứ ghê lắm, đừng ai làm răng sứ nha. Em thấy anh hay tài trợ này nọ đó, rồi anh có tài trợ luôn cái răng này chị. Trời ơi răng tôi rớt liên tục, bà nội ơi răng Vũ Hà cũng mới rớt nè. Ok, rồi thấy thương ghê không? Đây rớt răng không có chung. Trời ơi, ngoại nữa kìa. Sao đây rớt răng nhiều vậy? Răng đâu? Ngoại.
ngoại nè. Ờ chị đó con cái mà mấy răng ngoại đâu? À, rớt luôn, ai đi kiếm răng coi. Đẹp răng đẹp quá trời. Ok, răng ok đó. Dạ rồi. Ê. Dạ rồi bây giờ mình làm gì ạ? Bây giờ em hát đây tới 9 giờ tối lần. Bây giờ mình đây vui vẻ nha. Làm gì ạ? Hát hò đi ha. Ok rồi, trước kia ra vẻ thì bây giờ mình mở màn một bài xuân tên là dễ thương và đáng yêu. Ca khúc được mang tên, ở đây các ai bị thiếu nợ không? Tết mà đừng có quạt nữa. Bà quạt mà thấy gì? Bà muốn cái gì? Bà bóc, bà hút, bà quạt cái gì bên ngoài? Nhỏ gì? Sợ ghê á, sao mà mấy đứa này tôi đứng thằng đầu vậy? Ờ, à, bên đây ok nè, ghê. Rồi sao đầu ấy cái ra bàn lên đầu vậy? Ý bị không à che đầu lắm cho chị che là không có kéo đồ của chị là bị thiếu đúng không chị, là lạnh mỏi ác đúng không? Dạ rồi dạ rồi, giờ sẽ một ca khúc rất là dễ thương và đáng yêu. Vâng, một ca khúc sáng tác của Lâm, sau khi ra rồi thì không ai đi mời cả, không ai mời đi show cả đó, thì bây giờ chỉ có dịp hát ở đây thôi. Chúc mọi người anh chị cô bác một năm mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và bây giờ sẽ là ca khúc Tết trả hết nha, xem hết trả hết cho hết mới có tiền càng tết, thấy hết cái tiền năm ngoái mới chui, ai mang trong đầu nhiều buồn đầu mà đón tết đâu, chứ lâu lâu mới ăn tết mà. Ngoài sao ạ? Trong tivi. À, vậy Lê Vũ Lâm và Hiếu thứ hai ai đẹp hơn à? Ở đây biết Hiếu thứ hai không? Ủa? Bảo Lâm và Hiếu thứ hai ai đẹp hơn? Ai? Hỏi lại lần nữa nè. Tập trung, qua máy quay. Bảo Lâm và Hiếu thứ hai ai đẹp hơn? Nhỏ này lì ghê. Tức đó. Đó, ê. Quá mệt. Ê, hề, hề. Ừ. Anh Hưng về chưa? Ừ, anh về đi anh Hưng ơi. Em tới em rồi. Ý, chị Đồng nữa. Xem. Thì bây giờ sao ạ? Sao hay gì ạ? Chị đi trốn nợ hay sao mà coi văn nghệ mặt trùm dữ vậy chị? Sao mà trùm vậy? Mà trốn nợ đúng không? À mới biêu da, chị mới lột da dạ. Bịch đi chị ơi, để nám đó. Ừ. Quá trời. Cho miếng trăm đồ uống đi mệt quá em. Dạ. Sao nè? Quá trời. Ý trụ chị Ngọc luôn hả? Tờ đi mới của em đúng gì ơi? Dạ, Hồng Ngọc ạ. À. Chị nói cái miệng em sao? Chị đang uống nước mà chị nói cái miệng em bự là sao? Uống nước miệng bự đâu phải là ai muốn cũng được đâu chị, sao chị mắc cười quá, sao chị kỳ thị quá. Tao uống nước mà tính nói ủa sao miệng bự vậy? Phải chi tôi nuốt cái bình đó thì bà nói tôi miệng bự. Nhẹ nhàng tinh khôi uống một cái ủa sao miệng bự vậy? Tôi nói bà này ngoài đời được chơi khô máu với bà này hả? Sao em? Dữ mà hả? Dữ vậy mới vừa cho bà đó. Sao chị? Hiền ok đúng không em? Ok C. Quạt câu ok. Rồi bây giờ sẽ là ca khúc Sao hay gì ạ? Sao hay gì? Vâng, bây giờ sẽ là ca khúc Sao hay ra dẻ quá. Ai ra dẻ à? Bà ra dẻ nữa đó. C. Ô tay ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một năm sau đâu biết đâu chào đời. Thì giàu má trai em thì nghèo, còn đâu biết má luôn ăn thiết bạn bè. Đâu biết ta thầm yêu chúng ta, ai qua hồng tặng cho trái em. Nếu trai em bằng lòng lấy đâu biết ta làm chồng, thì một năm sau đâu biết tôn chào đời. Đâu biết ta thầm yêu chúng ta, ai qua hồng tặng cho trái em. Nếu trai em đâu đưa ta làm chồng, thì một năm sau tôi sẽ tôn chào đời. Quá mệt. Wow, bình thường ở ngoài hát nhép không anh chị ơi, vô đây hát thiệt mệt quá. Quá mệt. Sao? Mệt. Yeah. Em quạt cho hả? Em quạt cho anh suốt đời được không? Quạt có chữ gì vậy? À lật lại hả? Tĩnh tâm hả? Trời ơi cái bị khổ lắm hay sao mà trong đây có chữ tĩnh tâm vậy? À tấm lòng hả? Ok tấm lòng, tấm lòng. Dạ rồi thì bây giờ rất là nhiều à. Anh em ca sĩ đó bây giờ mọi người muốn gái hay trai hết à? Là trai gái hết. Trai gái hết là tôi hết đó. Gì? Trai hơn gái hết, cả hai đi ha. Rồi những trai hết đi, trai đi. Chân lên đổi không khí đi em. C. Vậy bây giờ sẽ là một tiếng hát của một bạn nam ca sĩ trẻ rất là đẹp trai, hiểu không? Sao mà bằng tôi được? Tôi nói sao bằng tôi được? Đó. Rồi đó. Bây giờ sẽ có những ca khúc mà yêu cầu bài gì là có bài đó nha. Chân lên đi em. C. Lời đầu tiên cho phép em được chào các chú cán bộ à. Ông bà cho phép em được chào anh chị à. Và cái khúc đầu tiên cho phép em được gửi đến anh chị cái khúc Không Cảm Xúc, một cái khúc của ca sĩ Hồ Văn Hiếu à. Chắc là các chị thuộc hết cái khúc này đúng không ạ? À? Các chị thuộc này hát chung với em nha. Trời ơi. Anh Lâm ơi. Trời ơi sao cái cô này cũ của cậu anh là Mò Tôm. Mò Tôm hoài vậy chị? Ở đây làm cái tôm cho chị mò. Trời em bị lừa anh chị ơi, có chị gì dữ đó. Đúng rồi. Em đang trên này, cái bà cầm cái bông kêu em tưởng tặng bông em chị ơi. Chạy xuống dưới mà đánh đầu bà hung. Con chị ấy vậy. Rồi cái bông chưa tặng luôn mà tặng cái tên nụ hung rồi. Quá trời sơ hở là hung. Thèm đúng không, lát lại em đây tới tối luôn mà. Cho nên lát được người tới hung cái nha. Ok, muốn hung đâu à? Ở đâu? Ở môi hả? Dạ. Môi chưa đủ bự hay sao? Năm sau hôn. Dạ cảm ơn chị yêu. Ủa chị ơi. Ủa là tặng xong rồi cơm lại tặng nữa hả? Ủa kỳ vậy. Ủa là nãy giờ nó xây vòng vậy hả? Hèn chi tôi thấy bông tôi héo queo. Bông tôi dập hết trơn. Trời đất ơi. Tặng mà cũng xin lấy lợi nữa. Có quỷ không? À là tặng xong rồi xin lợi hả? Thôi vậy khỏi tặng lên chị em cảm ơn nha. Khỏi tặng, khỏi tặng nữa cảm ơn nha. Dạ. Để chương trình còn dài không chị ơi? Dạ. Là giờ muốn dài không muốn ngắn? Dạ để em hỏi ban tổ chức nha. Em thấy là mặt mấy anh nhăn nhăn, mấy anh cầm cái gì mấy anh chỉ em kìa. Dạ để em hỏi coi đi, nếu mà dài thì em làm dài ngắn hay làm ngắn? Dài hay ngắn anh tổ chức ơi. Thì là biết còn mình em thôi giờ mà cho mọi người tiếp mục nữa. Biết là cho em mọi người tiếp mục nữa. Sao đã diễn chừng nào chết thôi hả? Xoáy về bên mình có đội ngũ cấp cứu không ạ? À? Vô nước biển đâu có mà. Có đúng không? Tử luôn. Cái thằng đẹp trai nó đi vô khác liền.
diễn xong rồi thì đi vô. Tôi nói, ủa sao tôi nói chuyện ở đây mà sao đầu quay qua kia hết trơn. Quay lại, sao mày ra dễ vậy mày? Trời đất ơi, nó nghĩ nó đẹp, nó đứng bên hông với mấy bà. Tôi nói, ủa sao nói chuyện mấy bà cứ nhìn con mắt này, các bạn nhìn gần, các bạn. Rồi mấy thằng đẹp nó có ăn được không? Rồi nó có diễn được không? Nó chỉ nhảy thôi chứ sao mà làm hề được. Sao mà thấy đẹp, cái tôm tước à? Sao mà ai qua em được? Cái thằng nghe mắt kiếm đi vô liền. Nha. Thích anh quá hả? XLC. Linh ơi! Dạ. Giao lưu cả đi em. Dạ thưa giờ là một bạn gái nhỏ 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 đáng yêu và dễ thương. Dạ cô bé Gia Linh à. Dạ. Dạ đầu tiên thì em xin kính chào tất cả các cán bộ và các anh chị cô bác ở đây ạ. Dạ thì mị em. Dạ đúng rồi, nãy giờ em thấy mọi người sôi động quá. Sôi quá. Cho nên là nếu như bây giờ em sôi động hơn nữa thì mọi người sẽ cảm thấy mệt đúng không? Ừ. Cho nên đây là một cái làn gió mới, làn gió mát gì. Làn gió trì trệ. Không anh ơi, không có trì trệ được. Em sẽ tặng cho mọi người một ca khúc rất là sôi động. Nhưng mà trong đó thì gọi là gửi cho những cái người nào mà còn ế giống như em. Nói chung ở ngoài đầu em cũng hay bị người ta chơ. Hoài là không có lấy được chồng. Đúng rồi. Nhưng là ngày hôm nay em tối đây em kiếm chồng. À kiếm chồng hả? Dạ, nhưng mà trời đất ơi, mà nói cái gì vậy? Tôi mới nghe cái gì vậy? Nghe gì mà đã đây đúng không nè, bà kiếm chồng đâu ra? Ủa thì đúng. Đưa lấy ông ăn thanh kìa. Trời ơi. Hoài không kiếm, vô đây kiếm chồng. Mẹ điên. Em tưởng là trong này có cũng có nhiều anh, nhưng hôm nay đi lộn cái đại nữ. Quay quay phim kìa, quá trời. Vậy bây giờ hát bài gì cho sôi động dễ thương đáng yêu đi. Rồi, em hát bài Gật Đầu Nha đi. Gật Đầu Nha, quý vị biết bài này không ạ? Không biết, không ai biết. Anh trai đúng không? Anh bị trì quá. Dạ đúng rồi, con gái vô đây thì mấy chị chỉ cười nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ cười đủ thôi. Dạ đúng rồi. Chị đi trong đi em, cảm ơn hai đứa nha. Dạ em cảm ơn các anh chị. Dạ nữa không ạ? Dạ được nữa không em? Nữa anh ấy rồi, anh mặc căng vậy. Được nữa không chị? Nữa anh về? Nữa không? Chị nào ao kêu em nha. Chị em ấy đó mà em cũng ngang ngửa anh Hưng à. Khỏe lắm em, trâu bò mà chị. Trời ơi, bà Cường gì ghê vậy bà nội? Trời ơi, chị Cường gì ghê vậy? Cô gái mộ hả? Quá trời. Hâm mộ đúng không? Để cho em hỏi là trong đây tự lo. Hai ngày một đêm. Lựa do tự lo. Sai lỗi là hết. Xin mời tất cả các em nghệ sĩ chúng ta cùng tiến về sân khấu để chào tạm biệt với anh chị các em rồi đó chị. Tôi chạy số 5 mà. Chị không cho hát nữa. Vậy mà nãy đó chị ơi hát nữa được không? Hát đi em. Mà thì nghĩ đúng không chị? Sao mà ta đang hát mà cách người ta vậy? Thôi bây giờ chị về phòng đi xíu nữa, về phòng em hát cho chị nghe. Có chị chịu vậy đó Lâm. Ok được không? Có chị chịu vậy đó. Tuyệt vời luôn em ơi, được không vậy? Sẽ được về tắm rửa ngủ nghỉ đi, xong rồi lát tôi vô tôi hát cho nghe. Anh Vũ Hà chị nha. Trời ơi, mới lên cơ. Không dùng đèn của đây chứ. Lý viên bộ Lâm đi men đây. Trời ơi. Trời ơi. Nói nghe. Trời ơi, quá trời. Trời ơi, đau dữ vậy. Bao liệt sĩ. Trời đất ơi. Lên. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn. Bông này, dạ cảm ơn trai. Bông phải xây dầm nha. Có từ trại này nó qua trại khác đó. Là gì hôm nay xong rồi quát qua trại kia tao tặng tiếp. Ở đâu mà giữ vậy mà bông không thay đổi chứ thay đổi chủ hả? Đúng rồi. Và lời tiên phép đi du lông gửi đến tất cả chị, tất cả mọi người có mặt trong chương ngày nay. Lời xin sức khỏe, mình chào chân thành nhất ạ. Dạ chúc anh mấy chị là một ngày mới có tài có lộc, tiền xu này túi tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao về nhà được trước, tiền còn trước không còn còn sao, nói chung là tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Lên chúng hai chảo tay thật lớn đúng không ạ? Cảnh ông cặp cầm cầm phụ cứu cái cây ê cực quá em ơi. Bữa nay vô đây chi mà đập lần cũng gọn vậy? Vô thăm bạn. Thăm bạn đâu? Thăm thằng Trí cái này, cái thằng Trí đâu mà Trí. Trí ơi. Ủa sao trí nhiều vậy? Nhiều trí lắm. Nhiều trí quá. Tao nói cực khổ trăm bề mới tới đây được. Đi cực khổ lắm hả? Ờ. Đi từ đâu lắm? Tao nói tao từ quận nhất, bức trước, quận 2, lai, quận 3, la, quận 4, bị thốn, quận 5, âm thầm, quận 6, ăn cháo, quận 7. Trời ơi. Lẽ nhảy quận 8, ăn cám, quận 9, đến quýnh, quận 10. Ờ. Bắc Cường, quận 1, ký chậu, tăng bình, bắc bình, tăng bố, đang chạy rất bằng cái vú tụ tim. Trời ơi.
được chưa, đừng cứ vú chạy vô đây luôn, chưa lực được, chạy đây nè, chạy đây liền làm gì, vô đây làm gì, vô đây làm gì đây, vô đây đây hề hề văn nghệ, hề hề văn nghệ, hề hề văn nghệ luôn, rồi có gì phục vụ với mấy anh em ở đây không? Trời ơi, muốn trao cái gì, nuốt lửa, bóc đèn nha, lửa lam, nuốt ghế, nuốt nuốt nước suối, nuốt luôn chúng này luôn, rồi tôi làm được đủ thứ vậy thôi. Ai sơ hở là đút, sơ hở là đút. Giờ muốn làm gì trước nè? Giờ bây giờ là nãy ông kia là thông minh đó. Ông kia là hát quá trời người luôn rồi đó. Ê hề hề. Ê hề. Bây giờ cho trí tuệ đi. Trí tuệ. Ừ. Giờ trí tuệ làm gì nữa? Trí tuệ mình chơi nấu đi. Nấu vậy? Nấu. Mẹ mới nấu của mấy con chú đuối vậy? Đuối không? Đuối. Nấu thì vui không? Vui. Thì vui hơn không? Vui hơn. Nấu được rồi. Nấu một câu rất là mới. Mới. Nấu cá về hình tròn. Ông nội như con cá chứ ông nội này cũng con cá. Cá về hình tròn anh nhắc em nha. Không biết con gì vậy, không biết cái gì đó, con ăn con cá mập đi phai, cái đuối đi phai, cá ngựa phai, cái cá gì trò, cá hình tròn là cá chim chim đúng không ạ? À? Quá trời ông nào ở đứng tàu lao thì tôi đố cái đường gì hay đi chùa, đường nhà đi chùa, đường Tây Ninh bảy, đường nhà An Giang không đúng, nhà xa lộ Hà Nội sai, chứ đường gì đi chùa, đường Tam Tạng đi chùa. Bên đặt tàu lao cái gì trò. Tiếp gì nữa? Bú gì cái bừng bú gì cái bừng không biết sao không đóng vậy, bú sữa cái gì, bú. sao lại đi bú gì cái bừng, bú cái bừng là bú xin là bừng ba là bừng ba là bừng à, đúng không ạ? À? Này chắc tao lấy cái ghế nào tàu rồi, sao hơn thì quá trời rồi, đấu tàu lao thôi, tàu lao bây giờ hát hò diễn xuất gì phục vụ cho anh em đi, bây giờ mình chơi đấu thơ đi, thơ hoài vậy, mình chơi thơ chưa, mình đi cùng mấy câu thơ rồi đó, vậy đó hả, đấu thử đi thử nữa hả, ok câu đầu tiên nè, vế đầu tiên đứa đàn vế nha, đúng rồi, xuống đây chơi đi, sao lên chẳng hoài vậy, ồ quá năng diễn giùm em đi nè, là hai năng lên diễn giùm em đi, tao không dữ quá, sao mà dữ, ta vô mà sao ồn quá trời à. Câu đầu tiên, tay cầm nón lá che che, ừ. Tưởng ta người mẫu ở nhà ăn xin, đúng không à? Là thế, mới đi ra đường đó. Ừ. Câu tiếp theo, tay cầm ống chích lăm le, trả lời đi, nói bằng ổn là bị tay cầm nha. Ống chích lăm le, ok, lấy giọng xin lắm không? Nói lại đi, tay cầm ống chích lăm le. Tưởng đâu bác sĩ ai về gì kia quá trời hợp lý, tay cầm lắp bớt cầm kè, tay cầm lắp bớt cặp kè, cặp cái chỉ vô cái ba vậy thì cặp cái kè vậy nè, không biết tự đố luôn đi, yếu kè vậy, yếu vậy rồi sao, tay cầm lắp bớt cặp kè, tưởng đâu giám đốc ai về hắc cơ, bị hắc tính mấy lần nên tởm thì đó bị sợ hoài, nói nghe bây giờ diễn xuất cho bà con ta coi đi, diễn xuất vậy bây giờ diễn ra tuần mì gì, bây giờ còn đâu ok lan đẹp thôi kỳ quá, tướng cấp bà thấy được hỏi mấy em thích tuần đó không, anh thích tuần tướng cấp bà thấy được nha, cái gì từ từ đi, cái gì hai đầu quá, bà nội dữ ơi, em ngồi dưới quà hết luôn, được cái mặt thêm bộ đồ nữa, anh còn dưới bộ đồ cho em còn mặc không? Không biết sao cái mặt em phù hợp không khiến cái đây lắm. Vậy đó hả? Hát đi mà cổ vũ cho. Dạ, mùa xuân đã về trên các quê hương rồi, cho nên ngày mai Du Lâm xin tặng quý vị một ca khúc được mang tên Tết Trả Hết. Âm thanh từ vô rồi đi em ơi, em ơi. Âm thanh ơi, âm bình ơi. Cái đó nó coi hề, nó đi vô không chịu nhạc. Âm bên đói. Ủa mình chạy xô bên kia không? Cái gì em bây giờ em phải qua bên kia nữa hả? Đúng rồi mình chạy xô mà. Trời bây giờ là em phải qua bên kia phục vụ tiếp rồi mấy anh ơi, em chạy xô mà. Dạ bây giờ em đi nha. Ở lại. Ủa đây, ở đâu có đây chim con dòng hàng vậy? Sao bị gì? Ở lại chi? Ở đâu có đây chim bán hệ không? Ủa em ở lại chi? Ở lại đi. Ở lại đi, có quà gì cho em không? Bây giờ có bệnh xin chín cái tối quay lợn nha. Trời ơi, bao quài vậy. Cảm ơn anh nha. Ừ. Dạ, bây giờ phải qua
bên kia phục vụ tiếp cho các anh em rồi. Em rất vui khi được phục vụ các anh ở đây và chúc cho tất cả mọi người luôn luôn được nhiều sức khỏe và gia đình ở nhà lúc nào cũng bình an. Cảm ơn. Bông chào đây bây giờ. Chả bông này rồi. Ok, cầm bông lát tặng nữa nha. Lát đẹp tặng cái bông này hé mau nè con nè. Lát giờ rồi. Ý. Sao đầu lát o được thế vậy? Ủa sao đầu lát o tôi vậy? Xoay. Ok. Nhà sắp giờ. Ngoài đường này em thích nhất thôi đó. Vô đây thích nhất thử con đen mắt. Anh bắt được không? Bắt được không?
vậy? Em không biết hát đâu. Trời ơi, con không biết hát đâu. Sao mà nó sợ vậy? Hát ơi, thiệt luôn á. Trời ơi, anh ơi, ở đây chúng tôi là hàng sale nhắn chứ. Ê, vấn đề, lừa em, trời ơi, vấn đề. Bây giờ làm gì? Có thể em lên. Đừng điệu nói chuyện đàng hoàng nữa. Hát của năm ca sĩ cho